khay vi phong càng ăn càng dính. Mì khay vi phong càng ăn càng dính. Hành trình rực rỡ 21:15 chủ nhật hàng tuần xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Hôm qua gian nan, hôm nay còn ta thật nhiều là điều tươi mới. Bay cao bay xa, sân bay sân ga nhưng ta thấp cao trong trời. Người đẹp người ngoan người tài nô nữ, tuổi già tuổi xuân sáng tươi muôn phần. Mình đi tham quan kinh thành Huế, bia quan họ Bắc Ninh. Người tặng bánh bia trong chẳng miệng tay. Ta nhảy múa cùng chiêng nơi đền cao đất sừng tây nguyên. Hành trình rực rỡ, Việt Nam sẵn sàng rạng ngời. Chúng ta sẽ có một thử thách ở đây mang tên là tuần san rực rỡ. Các thành viên sẽ thách đấu theo cá nhân, mỗi người sẽ cầm một chiếc búa hơi. Chương trình sẽ đọc một câu hỏi liên quan đến thông tin có trên mặt báo. Hai thành viên phải tìm trên tờ báo và đưa ra đáp án. Chúng ta sẽ tìm ra hai người chiến thắng và nhận một điểm rực rỡ. Người thua sẽ bị nhận hình phạt khốc liệt từ những người thắng. Nếu như mà em thua anh có đánh em đau không vậy? Thật ra anh cũng rất là quý em, cho nên nhiều khi là anh cũng sẽ hơi nương tay. Còn em thế nào ạ? Em sẽ móc từ dưới hàm anh móc lên. Hay quá, tuyệt vời. Tuyệt vời, lách hàm. Ai nói đất thời chưa? Xin mời hai bạn cầm búa. Cầm búa, trời ơi. Trời ơi, đẹp mà bị điếc. Cái mỏ nha. Người thợ gốm Bát Tràng quan niệm sản phẩm gốm không khác nào một cơ thể sống, có sự kết hợp hài hòa của 5 yếu tố nào? Bát Tràng bên phải anh ơi, bên phải bìa. À, xuân hạ thu đông, à, 4. 5 yếu tố, sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử. Không có, không có à. Làm gốm mà kỳ vậy. À. 5 yếu tố nhanh đi. À, kiếm một thiếu quả thổ. Kiếm một thiếu quả thổ. Chính xác. Chính xác. Chết em rồi bé ơi. Em ơi. Nhẹ thôi nha anh, hồi nãy anh nói gì em nhớ hết mà. Ủa, không, anh nói nhẹ nhàng cho em yên tâm đi. Anh chờ xíu em lấy cái búa thiệt kìa. Cứu tôi. À, Lâm là tuyên bố tội trạng. Dạ, tội thứ nhất là vô dàn cách diễn hài không vui. Ủa? Tội thứ hai là những mạng miếng vô tri. À, tội tiếp theo phụ nóng chết mà bận cái quần nỉ, nóng chết mà bận cái quần nỉ làm ảnh hưởng đến môi trường. Đúng đúng, chuẩn tâu, chuẩn tâu. Tuân lệnh, tuân lệnh. Ủa, ủa là người quýnh bạn. Ủa, ai quên lộn? Ủa gì vậy? Tự nhiên mình diễn tuồng. Trời ơi, diễn tuồng gãy cái mũi luôn vậy. Cái này là diễn tuồng. Xin lỗi luôn. Diễn tuồng gì mạnh tay quá vậy anh? Em, lộn, đánh y chang vậy. Trời ơi. Tội này mới nặng nè, cái tội giả khờ nè. Trời ơi, giả khờ. Trời ơi, anh ơi. Trời ơi, sao ai cũng đánh vô mũi em hết vậy? Ủa, giúp mũi hả? Mũi. Chết rồi. Không sao, không sao, không sao. Mũi thiệt, không sao hết, mũi thiệt, không sao. Là phải dịch, cho đánh lại cái. Thôi, thôi, xin lỗi. Không sao. Bích Phương, lên. Anh ơi, mũi của em là mũi giả. Em nghĩ là anh Giang rất là tinh mắt nên là chị Bích Phương cho em lên đọc cùng. Cho em xin một người hỗ trợ ạ. Ok, rồi, đọc đi. Vâng ạ, cho anh xin câu hỏi. Anh Giang đồng ý rồi, em cảm ơn anh Giang. Nghề làm giò chả ở thôn Ước Lễ đã có cách đây khoảng bao nhiêu năm? Giò chả Ước Lễ từ năm 1958 ạ. 500 năm. Trường Giang chính xác. Nhưng mà đây là 500 hộ dân mà. Không, từ 1958. Này. Nghe giò chả thôi, nước lệ đã có cái dây khoảng 500 năm. Eo ơi, mắt anh. Ôi. Anh ơi, trời. Anh Giang ơi, cho em lên hỗ trợ chị Phương. Ok, là thêm ghế. Dạ, hai ghế. Ôi, chết rồi, chị em mình ngu
thưởng đủ. Em ơi, chị xin lỗi em rồi. Rồi đi vô. Bây giờ nè, bây giờ anh sẽ chơi đẹp, anh sẽ quay 10 vòng ở đây. Sau đó anh sẽ có 10 giây để đi tìm và đánh, được không? Được. Vâng ạ. Rồi đợi đợi ấy vô đi. Ôi dễ thương. Rồi thôi đi. Sẵn sàng chưa? Dạ. Ôi, kéo vô, kéo vô, kéo vô. Hôn thần xuất hiện. Hai chiếc vũ giả. Một. Tiền đình nổ của anh Giang. Rồi, lên, đứng lên. Đúng rồi, thẳng luôn anh Giang. Đúng rồi, thẳng tới, thẳng tới. Thẳng tới, thẳng tới, thẳng tới. Thẳng cái này chị Hằng ơi, anh ơi, cái này. Ủa? Không trúng ai hết trơn. Ê, thấy cũng như cô, anh Giang cố tình tha cho hai người này vậy ha. Ồ, ồ là có chung kết. Em với anh. Em với anh. Sao anh đánh em được? Em đánh anh được. Nhưng mà anh không đánh em được. Nếu mà thật sự ra mà Isaac là không bao giờ đánh phụ nữ rồi, mà đánh Ngân thì Isaac cũng không nở. Thì bây giờ Ngân sẽ điêu đi. Nếu Ngân thắng, Ngân đánh Isaac. Nhưng mà nếu Ngân thua, Ngân nhờ Lâm em bị đánh giùm. Tuyệt vời. Còn đánh giùm là để em đánh. Tuyệt vời luôn. Em có cái ý đồ ghê gớm như vậy. Thì em chưa có bao giờ sát thương anh hết. Thì hôm nay em muốn thử coi anh có chịu nổi không. Quá trời quá đất rồi. Sao ạ? Thành Cổ Loa được xây trên khu đất cao ở tả ngạn Hoàng Giang theo hình chôn ốc có mấy lớp? Thành Cổ Loa hả? Mấy lớp? Sao anh đi đâu em đi theo đó vậy Ngân? Em có chứng kiến tí đi. Em sẽ được đoán. Đúng rồi, em ơi, nói lắm. Cái nét đó đúng rồi. Trả lời đi, trả lời đi. Chính xác. Ủa, nhanh vậy? Sao em không thấy? Ở đâu vậy? Đây nè anh ơi. À, theo sử sách, thành được xây dựng hình trung ốc có 9 lớp trên khu đất cao ở tả ngạn Hoàng Giang. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Ngồi đi, yên đó. Ngồi yên đi. Lúc nãy em có nói là nếu như mà em thua thì anh Lâm ảnh chịu đòn giùm em. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ em thắng rồi. Dạ. Nhờ anh đi, nhờ anh đi em. Dạ em xin được nhờ bé này ghiếp lên đánh. Ủa? Em tính tha cho anh rồi nhưng mà em nhớ nhiều thứ anh làm với em quá. Một. Tôi với lại Rich Fan. Wow. Rich. Dạ. Anh thấy là trận này lành ít dữ nhiều. Sao vậy anh? Nếu như em thắng thì cái bích, gì bích đường làm nghề, bích đường làm nghề. Cái đường làm nghề của em nó hơi hẹp rồi. Mà bây giờ trận này nữa thì anh coi là nó bích luôn, nó vô ngõ cụt. Còn nếu như em thua thì vết thương của em nặng hơn, cho nên chiến này lành ít dữ nhiều. Hãy bảo trọng em nghe. Sao nó điện ghê quá. Người Hà Nội dùng bột nếp rang chín pha thêm bột gì với nước đường để nặn con giống bột? Tò he. Cái con là hôm à, tò he hả? Rồi. Thấy chưa, thấy chưa? Thấy rồi. Pha thêm bột gì? Pha thêm bột năng. Trời ơi. Đúng không ạ? À? Đúng không ạ? À? Mời chính xác. Wow. Nguyên câu. Người Hà Nội dùng bột nếp rang chín, pha thêm bột năng, nước đường rồi trộn màu để nặn ra con giống bột. Rồi như vậy là chúng ta chơi xong rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển qua một điểm mới. Ủa anh, dạ, anh đâu được, anh đâu được vậy, đâu được vậy anh? Được hả? Dạ cho bé làm nghề anh chứ. Anh phải biết rồi là đây là làm nghề cuối cùng của Phan Lê Vi Thanh à. Ủa vậy là dòng và dài em cứ quýnh đi. Trời ơi đánh một cái lên báo ha. Riêng cái vụ này Thái Ly và Bảo Lâm không dám đứng lên hỗ trợ. Sao mà dám đứng trời ơi. Tự nhiên bích đường làm nghề luôn đó. Quýnh chưa? Trời ơi mai báo lên nè, 200 trang báo lên. Đào ghê đi anh đẹp ơi. Nếu mà bây giờ em đánh mà không nhiệt tình á thì quý vị khán giả nói là em sẽ chơi hời hợt. Anh Giang em xin phép quýnh thiệt. Ok ok. Đấy. Đúng cái tinh thần của chương trình đó là hành trình gực gỡ. Đúng rồi. Sắp tới anh em quay chung nhiều á. Anh vẫn cầm cành sen. Đó rồi. Đó rồi. Thật là trời ơi. Trời ơi anh ơi. Anh Giang. Nó đánh cái giác ngộ. Nó đánh cái là
mình bắt đầu sống đàng hoàng từ đây luôn. Yeah. Ủa? Anh ơi, xôm hay. Sao cái gì vậy? Anh ơi. Sao cái gì vậy? Anh ơi. Rồi. Sao nhanh quá vậy? Đúng mi hai chị em mình rồi. Ủa vậy là hai điểm được rỡ là dành cho Thúy Ngân và Rít Ran. Wow. Quá dữ rồi. Và một điểm bỏ nghề cũng thuộc về Rít Ran luôn à. Chúng ta đã hoàn thành thử thách ở đây. Xin mời mọi người di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Đi thôi. Ok. Rồi đi thôi anh em ơi. Việt Nam sẵn sàng giang đời. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Việt Nam sẵn sàng giang đời. Con đường trưng bày 60 năm một chặng đường lịch sử. Wow. Năm nay là em thấy là các đội tuyển nữ Việt Nam mình rất giỏi. Đó. Yeah. Đội tuyển mình dìm vô vòng loại World Cup thế giới rồi. Đúng. Đó là đỉnh cao nhất. Cả cờ vua luôn, còn cả bóng chuyền luôn. Ôi tự hào quá. Muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao. Hay muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao. Vậy là anh không tập thể thao rồi. Khả năng hôm nay mà mình đưa mình đến đây là khả năng là sẽ có một cái sự gặp gỡ gì đó đúng không? Yeah. Chúng tôi xin giới thiệu Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội là trung tâm có truyền thống lâu đời với bề dày thành tích trong việc đào tạo và huấn luyện các vận động viên, cung cấp nguồn nhân lực thể thao cho đội tuyển quốc gia cũng như khẳng định vị thế của Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế. Gần đây nhất là SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia. Wow. Huy chương nhiều lắm. Để lan tỏa cảm xúc tự hào này hơn, chúng tôi xin mời các bạn gặp gỡ với một vận động viên siêu nhân điền kinh của thể thao Việt Nam. Siêu nhân điền kinh của thể thao Việt Nam. Siêu nhân điền kinh. Và gần đây nhất, tháng 5 năm 2023, vận động viên này đã trở thành một trong những vận động viên điền kinh nhiều huy chương nhất tại SEA Games. Vận động viên Nguyễn Thị Huyền. Bảo vệ quốc gia không được đụng vô. Nguyễn Thị Huyền cố lên, chỉ còn vài chục mét nữa thôi, khoảng cách đã được gia tăng, không còn một đối thủ nào vượt qua được Nguyễn Thị Huyền của chúng ta. Những mét nước rút cuối cùng, tất cả đều chờ đợi vào tấm huy chương vàng dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúc mừng Nguyễn Thị Huyền, và Nguyễn Thị Huyền đã trở thành kỷ lục gia ở môn thể thao nữ hoàng. Hôm nay là chương trình Hành Rực Rỡ có mặt tại đây và cũng rất là may mắn được nói chuyện với lại tất cả anh em ở đây, cũng đặc biệt là bạn Huyền ở đây, thì mình có thể giới thiệu một tí được không ạ? Dạ, em là Nguyễn Thị Huyền, vận động viên đội tuyển điền kinh Việt Nam ạ. Chào chị. Những mặt kỹ năng lượng. Thì cái thành tích thì ở đây cũng có giới thiệu rồi. Dạ. Nhiều quá cũng nhớ nổi. Thì kể sơ sơ chút. Dạ, em là vận động viên đạt 13 tấm huy chương vàng. Trời ơi. Là vận động viên điền kinh giành nhiều huy chương nhất tại Việt Nam à? Em là nghiên cứu chị Hiền ghê lắm. Chị tham gia SEA Games là chị dì con của chị. Phụ nữ là mới sinh xong là chạy không nổi. Nhưng mà chị Quyền là mới sinh là mới 6 tháng thôi. À. Con còn đỏ hỏn trên tay. Con đâu? Không đi em, không được. Đúng rồi, chị mất bồng là con là giao cho chồng của mình. Ủa, gì kỳ vậy? Đây, anh ơi. Anh này, bây giờ con còn đỏ hỏn.
anh thay em ở nhà cho con bú. Thì SEA Games cho con bú được. Cho bú mình. Em đi tham gia SEA Games đem hãnh diện về cho quê hương đất nước. Nhà anh nha. Em đi đi. Dạ. Ừ. Cố lên. Đúng không chị? Dạ. Hay chưa? Không, mà mỗi khi em thấy chị chạy là trong đầu chị có suy nghĩ cái gì không? Để mình có động lực. Trước khi em thi đấu ấy, thì em sẽ nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng phấn đấu chiến thắng bản thân mình đầu tiên đó. Rồi mình sẽ cố gắng để giành được tấm huy chương cao nhất, được đứng lên bục và được hát quốc ca của Việt Nam. Wow. Wow. Chị chơi. Chỉ có một đường duy nhất là tiến, không được lùi. Mình ngày hôm nay cũng vậy. Chỉ có một đường duy nhất là phải vượt qua thử thách của chương trình. Đúng. Không được dừng lại. Sắp tới, các nghệ sĩ sẽ được thử thách với sân chạy. Thử thách này sẽ được thực hiện cùng các vận động viên trẻ ở đây. Nhờ chị Huyền hướng dẫn một số động tác xuất phát và kỹ năng điền kinh căn bản cho mọi người ạ. Rồi, khởi động sao chị? Cảm ơn những điều chị Huyền đã chia sẻ. Chúng ta sẽ chào tạm biệt chị ở đây. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Thôi tạm biệt chị Huyền nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ em cảm ơn ạ. Cảm ơn chị. Dạ nhớ đem nhiều huy chương về cho Việt Nam nữa nha chị nha. Dạ vâng, cảm ơn anh chị ạ. Mấy rất vui được gặp anh chị ở ngoài. Các anh chị vui tính. Nói chuyện dễ thương quá ạ. Dạ chị. Dạ chị. Đẹp quá. Luật chơi của thử thách tinh anh hội tụ. Các thành viên của Hành Trình Rực Rỡ sẽ chia làm hai đội chơi và kêu gọi 4 vận động viên trẻ vào đội của mình để hoàn thành đội hình 8 người. Wow. Thử thách ở đây đó là chạy truyền gậy tiếp sức. Wow. Chạy truyền gậy tiếp sức. Wow. Thành viên cuối cùng của đội nào về đích trước thì mỗi thành viên của đội sẽ nhận được 2 điểm rực rỡ. Wow. Em nghĩ là 2 người nữ là 2 đội. Bây giờ đội Bích Phương và đội Thiên Ngân. Mỗi thành viên sẽ tìm một vận động viên hỗ trợ về đây để thực hiện nhiệm vụ. Dạ. Đi. Đi rồi. Mọi người ơi, gái chạy chút không? Kìa. Mình thành một đội được không ạ? Được chứ. Đây. Bạn tên cao gì? Cũng được hai bạn. Bạn tên gì ạ? Thảo. Ai xin chào Thảo? Cảm ơn Thảo. Thôi này 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 bé này nè. Ok. Dạ em ơi, em chính là một người hỗ trợ cho chị rồi, chị cứ quyết định là em tên là gì? Mời em về đợi chị. Rồi, đứng vào đây cho đồng đều. Đội của tôi gồm có Dân, bạn này là tuyển thủ cầu mây. Bạn này có thể đá cao y như em tối hôm qua vậy đó. Rồi, đây là Trinh 2002. 1 phút chạy quanh khu vực này luôn. 1 phút chạy quanh khu vực này luôn. Đây là bạn Yến, nằm trong đội tuyển cầu mây. Và tôi là Lê Vũ Lâm, nằm trong tuyển cầu mai. Cầu mai. Dạ, còn đây là bạn Lương, trong bộ môn thể dục dụng cụ. Và bạn sinh năm 2000, chưa có người yêu. Wow. Đây là em Nhung của đội tuyển cầu mai sinh năm 2003. Em Nhung kém tôi 14 tuổi nhưng cao hơn tôi 6 cm. Wow. À, và đây là bạn Thảo đến từ đội tuyển cầu mây luôn. Và còn đây là hot girl của đội tuyển thể dục dụng cụ. Bé... Quá đẹp. Quá đẹp tuyệt vời. Bé Phạm Như Phương sinh năm 2003 và chưa có người yêu. Và đây là bạn Ly. Bạn Ly cũng là vận động viên cầu mây. À. Luật chơi như sau. Chúng ta sẽ có một đường đua cố định. Mỗi thành viên trong đội sẽ lần lượt xuất phát tại vạch xuất phát và vượt rào để đến điểm quy định. Tại đó thì các bạn sẽ phải bốc thăm để chọn một loại đạo cụ, rồi dùng nó để di chuyển hết 1/2 quãng đường còn lại. Trời. Khó đó. Ba, hai, một, xuất phát! Chạy
Đây cho bạn đang đến kia. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Nè, rồi, cố lên. Bắt đi, đứng lại. Đúng rồi, có những cái gì thì đưa máy đi, cho máy đi. Giết khổng lồ, giết khổng lồ. Ôi cẩn thận, khó lắm. Chết rồi. Không thể kết nét với người nào đi được. Ôi giời ơi. Cố lên anh ơi. Đúng rồi, chạy đi. Mang vô. Cố lên. Rồi đội mình chắc sáng mai rồi. Cố lên, đi thôi. Cố lên, cố lên. Ôi ôi ôi. Cái vô. Rồi. Rồi. Cứu tôi. Dép rồi. Cảm ơn mọi người. Trời ơi, đi dép khó quá. Lâm ơi, không phải đi resort, Lâm ơi. Mệt quá. Thôi đời tôi khổ quá. Chào anh. Chào em. Anh có thể dắt em đi đoạn đường mưa này không? Đúng rồi. Em ngày xưa. Ai vậy? Có xe anh ơi. Chạy đi. Chạy đi. Anh nhường cho em nó chạy đi. Fair play vậy. Che nắng cho bạn. Che nắng cho bạn. Trời ơi. Xấu quá. Thì ra cái tên này chờ đợi của bạn đi giúp đỡ mà để hại đời. Quá ác rồi, quá nghiệp. Cố lên.
Anh nhớ. Trời ơi, nãy giờ tao biết mày. Trời ơi, sao nãy giờ không biết cái này? Cái cây là Lam ơi Lam. Quỷ Lâm để qua lấy cây, mệt quá. Cố lên, cố lên, cố lên. Đứng một chân lên, chết mất phương rồi. Nhanh lên. Alo, chịu khó lên. Anh Nhung bên nào, bên này, chịu khó lên. Cố lên Phúc ơi. Anh ơi, lốc xe. Cái... làm tim anh Lâm. Ủa, sao bên này nhanh quá vậy? Cố lên Phúc ơi. Trời. Họ đã chết Phúc. Thầy chưa có cái này. Chị sao? Chị thầy chưa có cái này. Ăn gian bèn Phúc bắt gặp. Thầy khiên quang. Trời ơi, fair play quá. Hai đứa mình đi từ từ thôi. Đậu quả đậu có giúp đâu. Hai đứa mình đi từ từ thôi Phúc ạ. Chạm, vui đi. Ta sẽ bây giờ lẻo lự về luôn. Chạm ở đây em trời. Chạm ở đây em trời. Trời ơi, theo trai má bắt về chưa? Bây giờ. Hai bạn này dặn chứ thế sao? Sao mà nhiều quan phim quá nhỉ? Good job, thank you. Ủa sao nhanh vậy? Không được dòm nha. Không có dòm đâu. Ê, con gái, hay quá con gái ơi. Sáng chuột. Chết tôi rồi. Phán chuột gì? Không được cầm. Cầu may.
Ui, không cần cây nữa. Ai đó? Trời ơi, Tát ơi, cô lên. Trời ơi, Tát ơi, cô lên. Ai đó là thế không? Bạn thuật Bánh. Cái gì vậy? Giang ơi, chạy đi. Tát ơi. Gà đen. Ủa rồi, bác kia đang làm sao đấy kia? Gà đen. Ủa rồi, bác kia đang làm sao đấy kia? Bác ơi! Anh ơi, anh ơi! Bây giờ là chuyển sang bộ môn bơi tiếp sức trên cạn. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Bác Tài vẫn đang bơi trên cạn. Xong chưa, xong chưa? Xong chưa nào, xong chưa nào? Ê! Ê! Đó, đó! Ê, anh ơi! Quấy là... Hay rắc chơi kỳ quá nha. Quế ơi, cấn quá mọi người ơi. Đó, đó, thế. Trời ơi, xanh lè luôn rồi, có ơi. Trời ơi, giỡn quá, giỡn quá. Ôi, đập ở chỗ nào. Nhưng mà ngày hôm nay phải nói là anh em mình chỉ là chơi chơi vui vui thôi. Còn các bạn ở đây mới là giữ nè. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Đồng đội tốt. Cảm ơn mọi người nha. Thank you. Thôi, anh đây đây. Xin chúc mừng các thành viên Nekip, Isaac, Bích Phương và Đức Phúc. Mỗi người giành được 2 điểm rực rỡ. Thank you, thank you. Minh Quang. Thử thách tiếp theo của chúng ta vẫn liên quan đến thể thao. Chúng ta sẽ chia dàn cast 8 người thành 4 nhóm để mọi người đi chinh phục 4 môn thể thao. Hai người trong cùng một nhóm sẽ đấu với nhau. Ok, rồi, hiểu luôn. Môn thể thao thứ nhất đó là bóng chuyền, thứ hai là cử tạ, thứ ba là cầu mây và thứ tư là thể dục dụng cụ. Tôi là bóng chuyền đó. Thì rồi, tôi cử bóng chuyền là Bích Phương sẽ chơi bóng chuyền nhanh vàng. Có ai chơi cầu mây không? Ai thấy dùng dụng cụ ạ? À? Tôi cử tạ. Cưng là cái gì ạ? À? Cầu mây. Cầu mây, bây giờ cử tạ là grip đi. Grip không? Rồi, ok, cử tạ luôn. Anh cầu mây, rồi chơi. Đi. Xin mời mọi người nghỉ ngơi một chút trước khi bước vào thử thách tiếp theo. Wow. Yeah. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Việt Nam sẵn sàng rạng ngời.
Trời ơi, quánh dữ vậy. Rồi sát đứng xa anh luôn, anh đứng xa anh luôn. Có chân, có chân, ơi. Có chân. Cho chị gì vậy? Ôi ơi, có chừng cái bánh như bóng bóng vào mặt bây giờ. Cho chị, em tí nữa em một quả nhẹ nhẹ cho chị thể hiện trước ngoài quay được không? Cho thể hiện à? Em phải lại, hai bạn em làm lại đi xong cho chị ấy một cái. Ấy một cái. Rồi, được, ok. Đấy, hai người phải làm nhẹ nhẹ thôi. Rồi. Sau này chị sẽ xông vào như một vị thần chị ấy. Xin chào. Xin chào hai bạn. Dạ. Xin chào. Dạ, xin chào các bạn. Ôi các bạn thật là cao. Đứng ở đây này đó. Bé này ăn gì vậy Phương? Nó uống sữa, sữa khủng long cổ dài. Sữa khủng long cổ dài. Khủng long. Chị chào em, chị tên là Bích Phương. Chị ở trong chương trình Hành Trình Rực Rỡ. Hôm nay chị đến đây để thực hiện thử thách tập chơi bóng chuyền. Chị, anh đang biết đá bóng, còn chị chỉ biết chơi điện tử thôi. Biết chơi điện tử thôi. Chứ chị chưa không chơi những này bao giờ. Em trai tên là gì? Em tên là gì ạ? Em tên là Quốc Duy ạ. Ủa, Duy là người miền Nam à? Em ở Trà Vinh. Trà Vinh, mình ra đây mình tập luyện với đội tuyển à? Dạ, em ra đây tập luyện đội tuyển. À, đội tuyển bóng chuyền quốc gia Việt Nam. Dạ đúng rồi. Trời ơi, hàng gì cao, con bé trai tên gì? Dạ, em tên Thanh Hải. Mình ở đâu? Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Là đội tuyển quốc gia Việt Nam luôn. Dạ vâng ạ. Dạ, em bắt đầu đi theo đội tuyển từ năm 2018. À, là 5 năm rồi. Nói chuyện với em anh ấy quá. Nói chuyện với em anh ấy quá. Anh hơi mỏi mỏi. Thế thỉnh thoảng anh mỏi quá anh quay sang nói chuyện với em về. Ok. Bình thường đấy. Thế về đâu đấy? Thế à? Ừ, rồi tiếp tục bên kia nhá. Trước khi mà vào thử thách á thì em cũng muốn hướng dẫn chỗ anh với chị Phương là vài động tác cơ bản trước. Đúng, phải có chứ. Dạ dạ. Rồi sau đó mình sẽ chia hai đội. Đây là 3 phút bái sư. Sư phụ. Đây em cũng làm giống anh à? Đó. Sư phụ. Rồi. Vô. Dạ. Anh với chị có biết động tác đệm với động tác chuyền chưa? Biết. Chị biết động tác này. À, cái đó anh biết là mà. Là ịch lên. Dạ, vâng. Còn phát bóng thì mình ịch dạ, sang. Đúng rồi, dạ. Là chị biết hai cái đấy, chị biết ịch lên và ịch sang. Ịch sang, ịch lên là gì? Là đệm và chuyền. Nhưng mà cái lúc mà nó mình chạm tay quả bóng nó phát ra tiếng ịch ấy thì à. Ịch. Ai xin lỗi nhá. Ai xin lỗi nhá. Ok, được anh ơi. Thế anh Giang chơi hay rồi, anh Giang biết chơi rồi. Giờ này anh có khiếu thể thao thôi. À dạ. Anh có chơi đá banh thôi. Hết đi hát già rồi sau này. Rồi là câu lạc bộ bóng chuyền hoa tàn nhị héo. Rồi, câu lạc bộ bóng chuyền hoa tàn nhị héo. Chị đẩy lên rồi, đấy. Không, cái tay của chị nó cứ lỏng lẻo. Em ơi khổ thân em quá, sao em lại chung đội với chị. Em cố lên nhá, em cố lên nhá. Chị cứ đứng quay mặt nghiêng nghiêng qua sẵn vậy. Nghiêng nghiêng qua xíu. Dạ. Đây. Em thảy cho chị cho. Đây, chị chỉ cần bỏ qua thôi. Dùng vâng. Dùng động tác như vừa rồi em vừa chỉ vâng. Đẩy qua thôi. Dạ. Đây. Yeah. Qua lưới rồi, siêu quá. Thì tình hình là hai chị em mình là thi bộ môn khó nhất đây em ạ. Chị lúc nãy chị không biết sao thôi miên chị lại chọn bộ môn này. Em nghĩ là vì em chọn nên là chị cùng em. Hello hai đứa. Hello hai đứa. Hello, mọi người đang tập hả? Dạ. Cảm ơn hồi nãy hai đứa đã giúp đỡ chị nha. Dạ. Rồi, bây giờ em thử cho chị coi được không? Dạ, ok chị. Ôi. Hôm nay mình sẽ ôi. Wow, khó đó em ơi. Wow. Phúc ơi mời dạ. Em Phúc ơi thôi Phúc ơi mời dạ. Em muốn thử hình nước Phúc rồi mời em. em nghĩ rằng là cửa ra ở đằng kia. Ủa sao mời em em xem xong mà em bủn rủn giơ tay. Em nghĩ em không làm nổi cái này. Vậy thì cái này nó hơi khó. Một môn khác em có môn nào dạ em nghĩ là ở trên cái cầu thăng bằng này thì mọi người sẽ đứng thôi đi tới đi lui. Này sao là kiểu đi cầu khỉ ấy nhỉ? Đúng rồi. Có một cái động tác là bước nhảy. Có một cái động tác là bước nhảy. Ừ, thì bước nhảy. Cái độ độ khó thì nó là phải như thế này.
Ồ. 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 Nhà bây giờ mọi nổi người sẽ thử, chị sẽ thử lên thử đi. Với cái khả năng của chị. Em nghĩ là dáng của chị Ngân mà làm cái này sẽ rất thì là rất đẹp. Rất là đẹp á, tại vì chân tay rất là dài rộng. Yeah. Rất là như thế. Nhưng mà chị đúng với khả năng đẹp của mình. Đẹp quá. Nào. Tiên là mình đi trước đi để cho cảm giác cái đúng rồi mình đi đi lại lại mình cảm nhận trước đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, mình đi đi lại lại mình cảm nhận trước đi. Đúng rồi, đúng rồi, trời ơi đi ve luôn nè, em thấy chưa? Rồi chị thử nhá. Dạ. Mời em bước lên một chút xíu thôi, nhẹ nhàng thôi. Em mà đã em mà không làm thì thôi chứ em mà đã làm thì cũng sẽ chất quốc. Ok. Dù sao cũng phải một hàng nhá. Em sẽ như thế này đúng không bạn? Chân đúng này rồi này, ạ. Đúng không? Rồi nhảy chân kia lên. Em bước lên một bước. Rồi nhảy luôn. Là như này. Ôi. Ôi da. Tẹt ra Phúc ạ. Cao lên. Ai bắt. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng. Em cái này mấy em tập lâu không? Thật ra là bọn em tập cái môn này là đến bây giờ là được 12, 13 năm rồi. Là em tập từ nhỏ. Ôi. Là tập 12, từ 7 tuổi năm. Đó. Là tập 12, từ 7 tuổi năm. Đó. Và ngoài ra thì bọn em còn được đi, ví dụ như anh này là được đi Hungary đi tập huấn này. Để mà em được tập đến như ngày hôm nay là em cũng 17 năm. Thì trong đó khoảng tầm 10 năm là em đi xa nhà. Trời ơi, 10 năm xa nhà. Dạ, bạn này thì được vào suất vô địch thế giới. Ôi giỏi. Ôi giỏi. Chị Việt Nam mình rất giỏi. Chúc mừng hai đứa. Cố lên, cố lên. Còn bây giờ thì em sẽ làm một số động tác trong chuyên môn của bọn em cho mọi người xem và sau đó thì mọi người sẽ lên làm thử nhé. Ok em. Những cái chuyên môn đúng của bọn em ý, thì ví dụ như anh vừa làm ý, là nó phải như này. Nó phải góc độ chuẩn. Như này, nó phải góc độ chuẩn. Mà đấy là nữ hay còn nam thì sao? Là nam thì không có cái môn này à. Nam là ví dụ là tập tự do thể dục ở dưới chứ nam không tập được cái môn của nữ lắm đó. Đó. Okay, okay. Và ví dụ có những cái động tác lộn nó khá là khó, ví dụ là như này. Ôi lúc thì chắc rung lắm em hả, áp lực rồi mà. Hello. Dạ em chào chị. Chào anh. Chào em. Dạ em chào anh. Hình như hôm nay anh đeo ba lô là anh cũng có cái gì đó đúng không anh? Đúng rồi, thật sự thì anh là 10 năm hả? Dạ. Tôi là 15 năm. Ồ. Tôi là 15 năm. Ồ. Nghe chơi, ông sao cười kỳ vậy? Anh không tin thôi à. Anh đừng vậy. Anh lấy gì để chứng minh đi? Trời ơi. Thì hiện tại ấp 1 xã Long An, Long Thành, Đồng Nai của tôi thì tôi đều vang danh. Ồ. Oh. Và đây chính là chiếc cúp cử tạ của tôi. Ờ. Cũng khoe với anh. Đây. Dữ chưa? Wow. Đây là chiếc cúp mà tôi nhận được khi mà tham gia ở xã tôi. Ồ. Oh. Phải của tôi không? Phải của tôi không? Này của ai? Chờ, cái này của ai đây? Của ai đây? Hình như của tôi hay sao? Ôi dạ, ôi này của anh hả? Trời ơi. Dạ thưa quý vị, em giỡn thôi. Cỡ em làm gì có cái cúp này. Ngày hôm nay tụi em tham gia chương trình Hành Trình Rực Rỡ. Dạ. Thì có một cái bộ môn được mang tên là cử tạ. Thì đến đây sẽ nhờ anh chị hướng dẫn tụi em cách mà làm sao để cử tạ. Thì sau đây mình sẽ làm một số động tác thì dạ. Cho các dạ. Bạn xem. Cái này nó sẽ giúp mình là đỡ bị trơn tay. Ồ, dạ. Thì sau khi vào thì mình sẽ nắm ở
đòn tạ, kéo, kéo. À, để đưa đầu sau vậy luôn hả? Vâng, và mình sẽ giữ ở trên này. Dạ. Anh cho Lâm hỏi là cái kỷ lục của anh phá là được bao nhiêu ký khi mà mình đẩy hết tay vậy? Ờ, của mình thì... Kỷ lục của anh, kỷ lục của anh. Hả? Anh giận mặt của mình. Rồi có làm gì anh không hài lòng hả? Không, sao, sao anh của, mặt cái, em bộ, cái bộ môn này của mình là không... Khi mà là trọng lượng tạ nặng ấy à, thì mình không thể giữ được để hạ xuống mà mình sẽ ném xuống. À, là mình ném xuống. Và, chứ không phải là và, anh đúng rồi, không, em. Không, không. Dạ, thì dạ. Mình cũng chia sẻ một chút là mình làm cái động tác này là được 140 cân. 140 ký. Là tính luôn đòn. Là khi mình nhấc lên đầu á. À, dạ. Bây giờ là mình sẽ đi vào phần các bạn. Dạ không, em chưa chịu. Chị này ở đây là em thấy là chị không vậy? Chị có chuyên môn hay không? Chị ngứa tay. Nãy giờ chị gãi chị muốn biểu biểu diễn. Mà chị cứ cười hoài. Dạ. Yeah. Đẩy. Dạ, bây giờ chị sẽ biểu diễn. Đúng. Hay quá Tâm ơi. Wow, mặt rất là tự tin. Đây. Ôi cái tay bự quá. Hey. Hey. À. Hay quá. Tuyệt vời. À là cái này mình. À, Tâm ơi cho anh hỏi là cái mức tạ mà gọi là em có thể đẩy lên và biểu diễn cái động tác này là khoảng là bao nhiêu? Em thì làm yếu hơn chỉ được 105 cân thôi. Ôi trời ơi. Cái gì? Ôi trời ơi. Cái gì? 105 cân yếu. Hay quá, rất là mạnh, một cô gái rất là kiên cường. Ban đầu thấy mặt là hơi ngại ngại đúng không? Dạ. Cứ cười 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 nhưng mà vô động tác cái là mặt quyết tâm, mặt thần thái liền. Mặt hồi nãy dữ lắm, làm lại mặt coi. Bây giờ không làm được. Không làm được, vô không làm được thôi. Rồi bây giờ cho tụi anh gọi là thử cái động tác này được hay không? Được ạ. Dạ rồi. Rồi động tác giật thì mình sẽ cầm rộng hơn ạ. Đứng bằng vai ạ. Dạ bằng vai rồi. Mình cầm ở đây. Cầm tay mình cầm khóa vào ngón cái đi vào trong ạ. Khóa, vâng. Ép lưng căng ngực ạ, người hơi chúi về trước một tí ạ. Nhấc mông lên ạ, vâng đúng ạ. Dạ. Bây giờ kéo ạ, kéo lên. Kéo lên. Trời ơi, nó tán cái mặt cái. Trời ơi, nó tán cái mặt cái, trời ơi. Cẩn thận nha. Cái này là làm không tốt là có cơ thể, có chôn em ở đây được luôn á thầy. Là phải thải xuống đúng không, là phải thải xuống đúng không? Rồi mình ngồi xuống. Ngồi xuống, xuống. Vâng, đúng ạ. Và cái lưng của mình phải ép vào. Ép vào sao? Là lùi đằng sau một tí nữa. Đấy, cao lên, cao mông lên. À. Cao mông lên, đổ người ra. Đó, và cầm tạ. À, vậy như thế này đúng không? Đúng rồi. Là phải chầm hởm như thế này. Đúng rồi. Rồi tay như thế nào thầy? Tay sẽ mình sẽ nắm vào cái gần vạch, gần đến vạch này. Rồi. Ừ. Đây mình cao mông lên. Cao mông lên rồi tạ nó sẽ treo vào tay và sát vào đây. Đấy. À. Đó. Rồi sao nữa? Đó, và mình kéo rồi. Lên, kéo ra đùi kéo đấy. Kéo sát lên. Và đúng, đúng, rồi. Đúng rồi. Và rồi mình sẽ đúng bật không? Lên, bật lên đúng rồi. Rồi sao nữa? Bật là mình bật là mình mở lên. Hey. Hey. Đúng rồi. Dạ thầy. Rồi không khi ai. Mình thải xuống như thế nào thầy? Là mình thầy ơi, thải sao thầy ơi? Là mình thải lên đằng trước chứ đừng có thải đằng sau nha. Hạ xuống không? Hạ xuống không? Đúng rồi, hạ xuống và mình hãm lại, hãm lấy hãm gối. Hãm lại. Hãm gối lại. Xuống hạ đặt xuống không? Dây. Đúng rồi. Tuyệt vời. Rồi tới đây là thải. Rồi, thả nhưng mà mình sẽ thả xa ra, không mình sẽ thả vào chân. À, thả ra. Trời đất ơi, động trời. Tuyệt vời, tuyệt vời. À. Hello mọi người. Hello. Hello em. Xin chào, hello em. Xin chào em. Hai bạn tên gì? Dạ. Em là Ly, anh nhớ rồi. Em tên là Trinh ạ. Hello Trinh. Vâng. À, hôm nay anh với Chris đến đây để gọi là tầm sư học đạo, để tụi em dạy cho anh một chút kỹ thuật về môn cầu mây. Sau đó là anh với nó sẽ chiến tới cùng. Dạ. Đầu tiên thì mình nên khởi động tay chân xương khớp trước cho nó dẻo để... Hồi nãy chạy bộ khởi động chưa đã hay? Dạ, ngày ngồi nãy giờ nó sẽ nguội bớt và nó sẽ bị căng cơ lại. Có nghĩa là chơi bất cứ môn nào vẫn phải khởi động. Khởi động. Ok. Không. À, không trước, mà. Vâng. Thay cho nó nóng cái khớp này, nãy mình dùng cái khớp này. Ôi trời, trời, trời. Mình sẽ khởi động bụi á. Mình xoay là cái này là xoay dữ chưa? Dạ cái này là mình nếu mà xoay vậy nó không thấy đâu. Có nghĩa là như vậy thôi, không cần phải xoay. Rồi, đổi xoay. Anh thắc mắc là tại sao mình phải
Bàn tại em bị đau. À, do chấn thương. Gối. Đau gối nên là em phải đỡ cái sụn. Thế cái này chơi là rất là dễ bị chấn thương chỗ đầu gối này hả? Vâng. Nhưng mà thường lý do là vì sao? Là do là chưa khởi động kỹ hay là do? Tại tụi em hay khác đổ người xuống hay ập đầu gối này xuống xem nó phải chặn sụn. Giống em. Thì đó, hôm qua em nói rồi. Em cũng đá nam cũng đập đầu gối xuống đúng không? Vậy là tiêu anh rồi. Em chưa học người ta nữa mà em đã có tuyệt chiêu. Thôi thì chết. Nhưng rồi. Mà nay em bay hết nổi rồi. Đó là khởi động không kỹ nên là nó sẽ bị. Hoặc là có thể trong lúc bọn em tập luyện bọn em có thể sai động tác chẳng hạn. Mình sẽ làm quen với cầu một chút để động tác. Làm quen là kiểu hello nó hả? Chào bạn. Thử thêm. Còn May thì xuất xứ từ đâu em? Dạ, nó môn này xuất xứ từ Thái Lan. Còn May em chỉ không được dùng tay thôi, tất cả bộ phận đều được ạ. À, như bóng đá luôn. À, là ngực, ngực cũng được, vai cũng được. Má ngoài tay được, mình không được chặt tay. Có nghĩa là từ cánh tay trở xuống là không được. Vâng. Rồi con may của mình sẽ phát bóng từ dưới đây lên, mỗi bên sẽ phát được 3 quả một máy ạ. Mà bên thắng sẽ được cộng điểm 1 điểm ạ. Tối đa một hiệp sẽ 21 điểm, ai chạm 21 điểm sẽ thắng trước ạ. Ok. Rồi. Wow, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Ê, sao cái này nó... Thế là bọn nên bọn em mới có cái mũi dài, nó sẽ có một cái lớp cao su bảo vệ cái ngón chân. Đỡ đau ngón chân. À, cho nên bắt buộc phải chơi với giày chuyên biệt nè. Ê, em tưởng anh không biết đá. Không, anh ăn may á. Lâu lâu ăn may được. Ôi trời, ghê. Trời ơi, gặp nói không có mềm rồi. Nhưng mà thường khi mà cầu qua phía mình á, là mình chỉ cố định một cái là mình phải đá liền đúng không? Không ạ. Mấy bát em? Dạ, 3 bát ạ. Nó không giống bóng chuyền, 3 bát liền cũng được ạ. Mà chỉ được 3 bát trong sân. Tính luôn cả bát đỡ người ta đá qua. Trời, vậy cũng khó chứ. Căng nha. Anh có muốn chơi phổ biến thử cái lực mà trong sân người qua chơi trước không? Ok, là bây giờ đi qua chơi thử trước đúng không? Rồi. Sao rồi? Câu này sao rồi? Não còn không? Số mấy? Sẽ số mấy? Số 6. Số 6. Trời chết. Ủa, sao giờ một bàn mà 6 số vậy? Chết rồi, chết em tôi rồi. Trời chết ơi. Luôn sao não rồi. Trời ơi. Trời ơi. Thắng không? Trời ơi em ơi, trời ơi có hy vọng rồi, tương lai không còn mờ mịt nữa. Cậu đi chơi, cậu đây nè. À, mấy thầy ơi, mấy thầy xem được những thước phim này thì có thể gọi con lên tuyển. Ôi, ôi, trời ơi. Mất cái mũi luôn rồi. Bái phụ. Sư phụ. Sư phụ. Tầm sư học đạo được rồi. Bây giờ xin cho tụi con tầm sư học đạo. Em ơi. Anh ơi, tù xì đi. Coi bên nào phát trước nè. À, nào phát băng trước đúng không? Anh ra cái búa đó nha. Rồi, ok anh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, anh trước đi, anh trước đi. Ready. Không không. Đây, đây quá em ơi. Anh ơi. Phải quá. Phải quá. Phải quá. Không. Từ từ em. Bạn ơi căng giùm mình cái háng với. Căng giùm mình cái háng với. Ủa, tự nhiên đang chơi kêu qua ta chỉnh khớp háng giùm là sao? Ok, mạnh rồi đó. Cố lên anh ơi, 1-0. Thôi tôi chết rồi. Cố lên ơi. Không, dễ ăn. Một đều ạ. Thôi. Hai qua anh ơi. Hai.
còn nhẹ thôi. Rồi chuyển lên, chuyển lên. Ôi. Ôi. Ủa. Sao chứ đứng nhìn nhau vậy? Em nhóc em không dám vô chứ, em sợ chú. Ok. Anh lên. Đánh đầu nhanh. Đánh đầu nhanh. Yeah. Yeah. Anh chú phụ em chứ. Go. Ôi. Ôi. Ủa. Anh tưởng em đá luôn. Ôi. Kỳ vậy ta. Anh lên. Đánh đầu nhanh. Bên này chơi cầu may hay là chơi đánh đầu? Ủa, có quyền. Đâu có phòng được đâu, đúng không? Không ra được. Quang anh ơi. Đây. Anh lên. Đánh đầu. Hay quá. Ao rồi. Bên đây đâu có đá. Đá anh đỡ, anh đỡ. Sao. Rồi. Thế rồi ạ. Em chạm rồi. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Việt Nam sẵn sàng rạng ngời. Ôi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Kính thưa quý vị thân mến, câu lạc bộ Hoa Tàn Nhị Héo bóng chuyền của chúng tôi và Bích Phương vừa thành lập. Vâng, anh là Hoa Tàn, em là Nhị Héo. Rồi, em có một bạn hỗ trợ và anh có một bạn hỗ trợ. Vâng ạ. Bây giờ mình đấu một hiệp 5 điểm đi. Đấu 3 hiệp. Chúng tôi sẽ đấu đội nào đến con điểm số 5 trước là đội đó thắng. Vâng. Quý vị hãy chờ đợi những màn đấu rực lửa sau đây. Lời quấn chuyện mình là sẽ có 3 chạm để sang sân bên kia. Là chị biết chưa? Chưa. Có nghĩa là em một chạm, chị một chạm, xong em một chạm làm sang bên kia. Hoặc là chị một chạm, em một chạm, xong rồi chị một chạm sang bên kia. Là bịch, xong mới sang. Không ấy, một cái bịch sang luôn cũng được. Nhưng mà không được không quá 4 bịch. Đúng rồi. Là 3 bịch trở xuống. Đúng rồi. Ok. Sẵn sàng chưa? Anh ơi, bây giờ em mới tập chơi lần đầu thì cho em được chạm đất một lần được không? Không, giờ cho chị ôm trái bóng lại, dục lên. Là sao ạ? Chị cứ ôm trái banh lại rồi xong rồi chị thấy nào. Xong rồi chị chạy đi đâu cũng được, xong rồi chị không, không được, không chị không được di chuyển, chị ôm trái banh là chị dục lên. Là chị được ôm, xong chị được hóa đá, xong chị mới vứt đi. Đây, em làm mẫu rồi. Đâu, em làm mẫu chị, là xem chị sẽ được làm như giống như nào là đấy. Anh Giang, giờ anh Giang đệm cho em đi. Hả? Anh Giang đệm quăng trái banh cho em. Bây giờ anh chuyển cho bạn để bạn đi mẫu. Rồi chị ôm lại. Chị chuyện là gì? Là được, chị được đố em lại. Em được quyền giữ lại luôn. Giữ lại. Chị được đố lại. Em phát nha. Ngoài này, đứng ở đây. Đứng ở đây. Đứng ở đây. Ui, xa thế, chị có phát được không? Không, ưu tiên cho chị đứng dưới đây phát luôn. Đứng ngay ở dạch 3 mét chị này nè. Chị cảm ơn các em, rồi, em thật là gan lăng. Anh rất yêu. Thôi một lần nữa thôi. Đấy. Yes. Quá siêu. Yeah. Màu không? Ê.
Anh Giang quá, nguy hiểm quá, khó quá. Khó, anh Giang siêu rồi. Rồi, một đều. Một đều. Trời ơi. Hai đều, thật là dễ dàng. Rồi, sang rồi. Quá tuyệt vời, anh Giang chỉ là quá khó cho đồng đội của mình. Quá tuyệt vời, anh Giang chỉ lần quá khó cho đồng đội của mình. Rồi sang rồi, nghe anh Giang rồi. Kìa anh ơi, lâu luôn, lâu luôn, chạy qua. Ôi. Không qua lưới. Trời ơi. Ôi. Không qua lưới. Trời ơi. Anh đừng coi thường các em. À. Chị xin lỗi em. Chị sẽ làm không lại sao, cuộc đời sao, làm lại chị. 4-2. Chỉ còn một phát nữa thôi. Rồi, lại luôn. Đây là cú quyết định của em đây này. Em sẽ dồn hết năng lượng của em vào quả bóng này. Em sẽ hạ nút anh Giang. Đây. Bên anh Giang sai vi phạm rồi. Bên đây thắng rồi. Tụi tôi thua hiệp đầu tiên, giờ hiệp thứ hai. Qua. Ui. Không sang rồi. 1-0. Chị cứ ôm bóng lại dục cao lên cho em nha. Vâng. Còn. Vâng. Chị xin lỗi em, chị vừa mới cản bước của em đúng không? Cái... đúng lúc như thế chị nên chạy ra. 2-0. Không sang lưới rồi. Chị Ai ui Này. Chị xin lỗi em ơi. Bên mình thua rồi. Một đều. Mình đã tìm hiểu sơ qua cái bộ môn của em á, thì em xin mời mọi người đến với buổi tập ngày hôm nay của tụi mình nha. Để chân ở trên này và không chế lên như này. Áp lăng nhưng mà chân không. Áp lăng nhưng mà chân không. Đúng rồi ạ, để xem là mọi người sẽ thách đấu với nhau là ai sẽ là người làm được lâu hơn. À, bây giờ chị với em. Đúng em không? Ở nhà em có tập không? Có. Làm được bao nhiêu lâu? 30 giây. 30 giây chừng 3 phút. Đúng không? Thôi bây giờ mình thử luôn cái này luôn nhá. Rồi hai đứa mình cỡ lên. Cỡ lên. Từ từ nghĩa là đây như này đúng không? Đúng rồi. Đó, ôi. 2 3 bắt đầu. 3 bắt đầu. 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 24 25 26 Không được thả chân xuống nha. 25 Không được thả chân xuống nha. Đó nhưng mà cũng thua rồi. Ai thắng ai thua hả em? Dạ, ở cái thử thách lần này thì là nghiêng về tỷ số là cho chị Ngân là 1-0. Tuy nhiên hai anh chị làm điều không đúng kỹ thuật. Tại vì là đúng dáng thì là nó phải thẳng người và hóp cao cái ngực hơn. Rồi là như anh. Thế nó sẽ mỏi hơn rất là nhiều. Rồi và bây giờ thì chúng mình sẽ đến động tác tiếp theo đó chính là hôm nay mình sẽ biểu diễn dưới sàn. Đó là thả tự do.
Dạ thì em sẽ biểu diễn trước cho mọi người làm mẫu và mọi người sẽ tập theo em nha. Ôi dồi ôi, thôi chết rồi. Ôi dồi ôi, thôi chết rồi. Thấy là đã thấy. Thấy chuyên nghiệp quá. Ôi, ôi. Thật ra mà tụi mình. Ôi. Thật ra mà tụi mình. Ôi. Cái này là lộn ngang hả em? Dạ đúng rồi, đây là lộn ngang và lộn đầu. Là lộn ngang hả em? Dạ đúng rồi, đây là lộn ngang và lộn đầu. Mặt em mình phải biểu diễn như thế không ạ? Thăng bằng. Mặt phải thần thái lên. Đúng rồi. Là ba cái một lượt hả em? Dạ đúng. Thì đầu này tiên là mình sẽ là thử tập. Thử nha. Dạ, tập thử trước nha. Slow rồi, slow rồi. Trùng xuống này. Rồi. Chống tay đánh trước, đọc chân này qua thì chống tay này. Rồi. Đó. À, ok. Chống tay đánh trước, đọc chân này qua thì chống tay này. Rồi. Chân này qua thì chống tay này. Rồi. Đó. À, ok. Rồi này anh thử nhá. Dạ. Thôi thực ra cái lần này nếu mà anh có không được thì... Mọi người thương yêu em lắm. Cảm thấy không được thì sợ. Em cảm thấy không được thì sợ. Cảm thấy không được thì sợ. Em chưa cái chân lên đúng không? Dạ đúng rồi. Em chưa giơ dạ, cái chân lên đúng không? Em thử ôi lông đóng bay luôn á. Anh chờ, anh nhớ là chống chắc cái tay vào nhá. À, đúng rồi đúng rồi. Chống chắc cái tay khi mà chụp đất. Cuốn đời vẫn đau. Ui sao đau thế? Đau kìa. À? Đau ấy, đau ấy. Tại vì mình không thẳng được cái chân lên ha đúng không? Bắt đầu. Chân cứ như này là như nào? Sao lại cười? Chị thấy khi mọi người chuẩn bị lấy đà là phải như thế. Một, hai, ba. Đúng rồi. Ok. Đúng rồi. Ok. Hai. Cho em ơi. Đúng rồi. Gia đình tự hào với chị. Ok ok. Anh sẽ làm được. Cao trứng lên. Đúng rồi. Cao trứng lên. Đúng rồi. Cúi xuống, cúi xuống. Đúng rồi. Cúi xuống, cúi xuống. Đúng rồi. Đúng rồi. Giơ chân lên. Không chung. 5 điểm về chỗ. Ờ, cái này cứ hết. Hai người khó, đều khó dữ. Là trong phần đi này thì là vẫn nhiều về chị Ngân. Chị Ngân làm mượt mà. Đúng không? Mượt mà hơn. Mượt mà. Đúng không? Mượt mà hơn. Là chị 2-0 dành về cho chị. Cảm ơn em. Nhưng mà chị thấy chị cũng cố gắng đó. Em làm đẹp em, đó. Em mà cũng cố gắng đấy. Nhưng đúng. Mà em mới thấy rằng là khi mình trải nghiệm này thì mình mới thấy rằng là khó thực sự. Và kết quả chung cuộc là nghiêng về chị Thúy Ngân. Chúc cho hai em sẽ đạt được nhiều thành tích và đem lại tự hào cho Việt Nam. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ không tính số tạ lên người của Lâm và Negip bởi vì hai bạn có số cân nặng khác nhau. Mà chúng ta sẽ tính ai là người có động tác chuyên môn đẹp hơn. Bây giờ với cái sức gọi là mới học mấy phút thôi thì thầy nghĩ mức tạ nào sẽ an toàn nhất cho tụi em? Thầy thật sự cũng ba đứa con rồi. Còn em là mới bắt đầu sự nghiệp thầy ơi. Mình sẽ làm mấy mức tạ 10 cân nữa. Dạ rồi, được chưa? 10 cân. Bây giờ thi đấu luôn phải không ạ? Và bây giờ sẽ là thí sinh Negip với mức tạ 25 kg. Dễ thôi. Sao thêm 5 kg mỗi bên mà nó khác biệt quá ta? Rồi xuống. Wow. Hay quá. Ổn không? Có dấu hiệu sống lưng. Cây giật. Bây giờ thầy đã bắn tên đi. Thầy kêu là Lê Vũ Lâm ra đi. Trọng lượng trên sàn là 25 kg. Xin mời vận động viên Lê Bảo Lâm và Lê Bảo Lâm. Con thấy mấy anh hay tập tạ hay đi cái tướng này đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, và vận động viên có 1 phút. Wow.
quậy xuống. Trời ơi. Wow. Hồi nãy thầy quên đúng không? Thầy lo thầy từ thầy quên đúng không? Thầy quên thầy xuống quên luôn. Xuống đúng không thầy? Thầy xuống. Sao xoay độc tác. Và người chiến thắng hôm nay là Trời ơi, kết quả nó quá rõ rồi thầy ơi. Cái gì kỳ kỳ vậy cô Thanh? Tôi không phục, tôi muốn phúc khảo lại. Phúc khảo? Không được. Công nghệ với A. Tại sao? Tại sao em lại thua cô Thanh? Tại vì hôm nay anh làm sai kỹ thuật ạ. Kỹ thuật gì? Cô Thanh hãy trình bày rõ ràng ra đi. Kỹ thuật của anh làm sai. Thì động tác đẩy là phải thu chân về thì nó mới được hạ tạ xuống. Hồi nãy tôi không thu. Vâng, đúng rồi ạ. Không thu thì sẽ là người thua cuộc ạ. Trời ơi. Trời ơi. Anh sẽ là người chiến thắng ạ. Trời ơi, tôi lại thua một đứa mới đẻ thôi. Đứa mới đẻ cơ bắp. Dạ, cảm ơn cô Tâm rất là nhiều và cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều đã hỗ trợ phần thi ngày hôm nay. Xin cảm ơn hai bạn. Rồi, cảm ơn thầy, cảm ơn cô. Mình thấy hết thất bại chưa? Anh ơi, từ từ. Đánh đâu, đánh đâu đi, đánh đâu đi. Đánh đâu đi, đánh đâu đi. Rồi. Đánh quá. Đánh quá. Đánh quá. Anh biết rồi. Ôi. Cái này hay nha. Hay quá. Con ngoài cái trái này không rõ đâu nên đá lợi đi. Ôi. Ôi. Con. Con. À. Lên. Đánh đâu. Đánh đâu. Hay quá. Hay quá. Ngoài. Em chỉ xấu á. Còn một quả nữa. Hay. Điểm cuối. Lên ơi. Còn nhẹ thôi. Rồi chuyển lên. Rồi. Là mình thua hả? Vâng. Trời ơi. No. Rồi thôi, tôi chấp nhận thua cuộc được chưa? Có gì đâu, thì thua cuộc mà. Cảm ơn Ly và Trinh rất nhiều hôm nay đã cho tụi anh một cái trải nghiệm nó rất là đặc biệt. Không phải lúc nào cũng được chơi một cái môn thể thao chuyên nghiệp với một cái đội tuyển, có thể nói là tuyển thủ quốc gia đúng không ạ? Yeah. Đội tuyển quốc gia luôn, cho nên là hy vọng là mọi người đã có một trải nghiệm tuyệt vời cùng với Isaac, Chris, Ly và Trinh trong môn cầu may này. Và mời mọi người quay lại phần thi đấu của các đội còn lại nha. Bye bye. Bye. Rồi, bây giờ là set cuối cùng nha. Set cuối cùng. Anh vào bóng trước nha. Dạ, ok. Dạ. Chị. Đây.
chụp lại, chụp lại. Ôi, chị còn có sang bên kia rồi. Chị xin lỗi em, chị đừng đánh sang bên kia. Chị cứ đứng quay mặt sang em nha, em bắt cho chị Di chụp lại. Vâng. Di dục lên, vâng. Quýnh sang bên kia. Vâng. Chưa, chưa, chưa mà. Ủa, đang, đang lại được. Đang, 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 đây, chụp lại. Rồi, chụp lại. Rồi, chụp lên. Hai. Yeah, yeah. Ôi, chưa được, chưa được. Ôi, chưa được, chưa được. Chụp lại, chụp lại, chụp lại. Đây. Anh, anh. Rồi, lên đây. Ôi, bọn nhỏ, chụp bọn nhỏ. Chụp lại, đây. Yes. Đặt ra. Chụp lại, chụp lại. Đây, đây, đây. Chụp lại chứ. Phá khó vậy. Ở trong sân đúng không em? Trong sân, trong, trong sân. Một, ba. Yeah, yeah, yeah. Chúng tôi sẽ đi lên từ cây lúa. Chết. Bỏ, bỏ cái trời. Vô ạ. À. Vô anh ơi. Vô ạ. Vô, vô. Trong sân đấy. Trong sân đấy. Em phát hơi bị chuẩn đấy. Hai em ba sẽ đấy. Vô hòa bằng hai những cú phát sấm sét của mình. Xem đây. Nhất. Chờ xong đặt cho anh. Chụp lại. Lại đây. Nhất. Yeah. 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 Chúng ta vẫn có thể làm được. 4-2. Chị, chị chụp lại, chụp lại. Rồi quăng. Hai, chụp lại. Chụp lại. Chụp lại. Chụp lại chị. Dùng lên, dùng lên. Đây nè. Tẹt lưới, tẹt lưới, tẹt lưới. Lơi, tẹt lơi. Chụp lại. Tẹt lơi, tẹt lơi. Tẹt lơi. Chạy, chạy. Chạy, chạy. Thua rồi. Thua chưa? Mình thua rồi. Thua rồi. Em đã thua rồi. Quá tuyệt vời, cảm ơn chị nha. Vâng ạ. Nếu mà bọn em không đẹp trai như thế thì chị đã có thành tích tốt hơn. Có thành tích tốt hơn. Anh Giang đâu có bị phân tâm của bọn em đâu. Hai anh em chúng tôi đã đến từ câu lạc bộ bóng chuyền Hoa Tàn Nhị Héo của khu phố 7, phường 3. Thì đã thua. Đúng rồi, phường rực rỡ. Đã thua đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vâng. Thực ra là các bạn hỗ trợ thôi. Chứ các bạn mà đập và bóng mà văng vào mặt mình thì nghỉ hết 3 năm. Là ngũ quan lẫn lộn. Ngũ quan lẫn lộn. Không phân biệt được nữa. Đây không phải là phong độ của chị. Đây không phải là phong độ của chị. Mà em không. Đâu mà. Cho chị ôm cái banh là gọi là phi thể thao lắm rồi đó. Phi thể thao lắm rồi đó. Rồi thằng bé nói thẳng như mặt. Nói chung là cái việc ngày hôm nay chúng ta chiến thắng quan trọng là có một trải nghiệm thú vị. Rất là thú vị, tuyệt vời. Vỗ tay cho hai bạn đến từ đội tuyển bóng chuyền quốc gia Việt Nam. Cảm ơn các bạn. Mệt quá. Quá mệt. Ê, sao anh quên mất rồi? Anh quên gì ạ? Đáng lẽ phải rủ hai bạn kia ăn chung chứ. Thôi đói lắm, bọn mình cứ ăn trước đi. Trời đâu? Vậy mà thương người ta ghê, mệt chứ. Đói, nhảy vài cái mà đói. Hai bạn kia, các bạn chuyên nghiệp rồi. Bọn mình chuyên nghiệp hơn. À, mình vậy là suy nhược á hả? Bọn mình tan nát tình đời còn gì. Hai bạn vẫn còn đánh được tiếp bao nhiêu. Thế mình cũng đang có chế độ ăn riêng mà. Đấy. Dính, 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 dính. Mì dính hả? Ừ, dính, dính. Anh thấy đâu dính gì đâu. Dính, dính. Anh thấy tơi mà. Ý là ăn dính. À, vậy hả? Thử coi dính không? Đói quá lại dù sao hết rồi, mình cũng toàn tận nhở. Ừ.
sợi mì mềm vừa dai ha, không không bở mà cái gia vị nước sốt ngon, nó cũng mềm mại. Mì xào tương đen không cũng cũng ok chứ, nó là một thứ tiện dụng nhất trên đời luôn, đặc biệt là còn là khô nó không nước nữa, mà có cái sốt tương đen này cũng ngon ha. Vâng, ăn lạ lạ. Ừ. Hợp lý. Ok. Thôi, tranh thủ ăn xong lại vào tiếp tục hành trình. Vâng. Chúc mừng chúng ta đã hoàn thành thử thách. Khá là giỏi. Những người thắng vui lòng bước lên trước bước. Ủa sao khu vực này chúng mình quay lại vậy? Mời em mới lại người đứng sơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển ra khu vực làng nghề với những dấu ấn bản sắc của Hà Nội, kế thừa những điều cổ xưa mà hiện tại cha ông ta đã dựng lên. Chúng ta cùng di chuyển nào. Rồi nói chung là từ sáng tới giờ chúng ta đã thể dục thể thao sức khỏe nhiều. Dạ. Thì bây giờ là lúc chúng ta cùng nhau để tìm về những điều mà cũ kỹ, mà gọi là nó thuộc về truyền thống xưa cũ mà nó nên học hỏi. Thế nên là các bạn thân mến, chúng ta cũng vì cái tự hào Việt Nam mà cùng với tất cả anh chị em ở đây làm nên chương trình này. Đây là chương trình Hành Trình Rực Rỡ Tự Hào Việt Nam. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Xin chào mừng mọi người đến với trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, Bảo tàng gốm Bát Tràng. Đây là nơi trưng bày sản phẩm của 19 dòng họ sản xuất truyền thống của làng gốm Bát Tràng. Công trình kiến trúc này đã đạt giải vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia lần thứ 15 năm 2022-2023. Và để có thêm thông tin về nơi đây thì xin trân trọng giới thiệu nghệ nhân anh Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt. Xin chào các nghệ sĩ. Chào anh. Chúng ta là đang đứng trên một cái nền gạch gọi là gạch cổ của Bát Tràng. Một cái gạch ở Hoàng Thành Thăng Long. Bằng cái gạch này. Vừa có một nghệ sĩ nói về cái đường cong uốn lượn ở đây thì chúng ta thấy đây nó là cái đường lượn của sóng sông Hồng. Các cái trụ xoay này ấy, là cái trụ xoay vuốt gốm của gốm Bát Tràng và nó giao thoa với nhau. Thì bây giờ là thay mặt cho Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt xin mời các nghệ sĩ và các ekip chúng ta sẽ tham quan và chúng ta bước vào lòng của cái lò bầu cổ, và cảm hứng thiết kế và sáng tác của cái kiến trúc này là chính là lò bầu cổ của Bát Tràng và khối bàn xoay gốm. Xin mời mọi người. Đi thôi. Xin mời các nghệ sĩ tham quan. Đây là cái không gian bảo tàng gốm Bát Tràng. Đấy, nơi đây là sẽ kể những cái câu chuyện về 1.000 năm hình thành cái làng gốm Bát Tràng. Và đây là những cái tác phẩm gốm cổ. Đấy, các nghệ sĩ có thể nhìn là những cái bảo vật từ thế kỷ 14, 15. Đây là những cái cổ vật mà chúng ta đã sưu tầm được từ rất nhiều đời qua. Theo thời gian thì những cổ vật này cộng với cái sự điêu luyện của tay nghề thì sản phẩm sẽ thay đổi dần. Các cụ ngày xưa là đi từ Bồ Bát, Ninh Bình lên đây. Tức là làng nghề gốc của Bát Tràng cách 1.000 năm trước là Bồ Bát, Yên Mô, Ninh Bình. Thì các cụ là vượt sóng Hồng Hà qua cái thuyền nan kia lên đây để dựng các cái lò gốm ở đây. Thì lúc đầu họ cũng lấy được một số cái đất sét trắng ở đây. Nhưng cơ bản đất sét của sản xuất gốm tại Bát Tràng bây giờ chủ yếu là lấy ở Đền Hùng, Phú Thọ và Đền Trần ở Nam Định, Thái Bình. Đấy. Tức là lấy ở những vùng đất thiên và đất thiêng và những cái nơi đấy là có đủ cái mỏ co lanh để sử dụng. Thì anh Trường Giang thấy rằng đây giống như một cái cửa lò bầu cổ. Và nãy ở phía dưới thì chúng ta mô phỏng giống như một cái lò bầu cổ, thì đây là giống như cái cửa lò. Còn đây là cái con thuyền. Đấy, cái câu chuyện 1.000 năm trước các cụ là đưa nghề lên trên Bát Tràng này và chính là đầu tiên là làm ra cái gạch của Hoàng Thành Thăng Long. Đấy, và đây là cái con thuyền mô phỏng lại cái quá trình gọi là vượt sóng Hồng Hà. Đó là lý do tại sao có cái cấu trúc bên ngoài là như thế anh hả? Đúng rồi, đúng rồi. Vượt sóng sông Hồng. Cái khu vực này ấy, là gọi là khu vực tái hiện về sản xuất. Các bạn có thể xem các cái quy trình thông qua cái mô tả bằng hình tượng này để chúng ta hình dung ra là gốm được sản xuất như thế nào.
thông qua các cái công đoạn tạo hình này, vuốt này, nặn này, đắp này, khắc này, đúng không ạ? Thì đấy là các cái quy trình. Một cái không gian, đây là tưởng niệm một cái cố nghệ nhân, là một trong những nghệ nhân Đông Dương đầu tiên của Việt Nam. Yeah. Và cũng là trưởng khoa thiết kế của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Đông Dương ngày xưa. Và là cái người mà có công đã hệ thống hóa lại được toàn bộ cái giáo trình làm gốm để thành sách giáo khoa. Đấy, nghệ nhân Lê Văn Vấn. Cảm ơn anh Thành rất là nhiều vì đã dành thời gian cho tụi em, và em cũng chúc cho bà con mình mạnh khỏe để tiếp tục làm ra những sản phẩm đẹp hơn, và em cũng chúc cho bảo tàng mình sẽ có nhiều lượt khách tới và mình sẽ gìn giữ được cái tinh hoa của ông cha ta. Thay mặt cho Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt và Bảo tàng Gốm Bát Tràng thì xin rất là cảm ơn các nghệ sĩ và ekip, giống như là các đại sứ văn hóa của Việt Nam ngày hôm nay, vì mọi người đến đây. Mọi người đã đến đây, đúng không ạ, chia sẻ, và đặc biệt là dùng cái sự ảnh hưởng của mình, cộng đồng của mình, truyền bá những cái nét đẹp văn hóa truyền thống nhất. Thì thực ra mọi người đang đóng một cái sứ mệnh rất lớn, đó là sứ mệnh quốc gia, truyền bá văn hóa. Đấy, thì về phía trung tâm là rất là cảm kích. Và cũng thông qua đây thì mình muốn nói đến cái việc là kêu gọi các cái bạn gọi là giới trẻ này, các nghệ sĩ này, và đặc biệt là những doanh nghiệp trẻ nhỏ nó quay về khởi nghiệp tại làng nghề. Để làm sao mà chúng ta truyền thông và quảng bá những giá trị truyền thống văn hóa tới nhiều nước trên thế giới. Dạ thưa anh, là như thế này, hôm nay tụi em cũng chiếu nhiều tập rồi. Thì người ta coi người ta cũng thích nhiều, và người ta chê cũng nhiều. Nó chê tại sao nghệ sĩ nhạt nhòa. Thì thưa anh là với những cái điểm như thế này thì tụi em đâu có giỡn được, tụi em phải vào làm nội dung chứ. Nhưng mà khán giả nhiều khi họ kỳ vọng nhiều quá ở tụi em về cái vấn đề mang lại tiếng cười. Nhưng chương trình này tụi em cũng thật sự là tha thiết là cũng có những cái điều mà tôi phải trăn trở, là suy nghĩ làm sao để mang được những cái điều mà các bạn trẻ giờ cũng còn thiếu. Ví dụ như những điều vừa rồi nói. Và nếu họ gọi là công nhận bạn trẻ đó nha, chứ em cũng nói những người lớn, mà công nhận thì tụi em mừng, còn không nhận thì thôi tụi em vẫn tiếp tục công việc. Nhưng ngày hôm nay xuất hiện với anh ở đây vài phút thôi mà anh nói là tụi em đóng vai những vai trò đại sứ văn hóa, tụi em thì tụi em mát lòng bác dạ anh, rất là mát lòng bác dạ luôn. Quá đẹp. Mâm cỗ bát tràng được xem là cỗ tiến vua, là tinh hoa ẩm thực cổ truyền của các bậc cao niên ở làng gìn giữ và trao truyền cho hậu bối. Đây là niềm tự hào của người dân nơi đây. Mâm cỗ được trưng bày với 4 bát 8 đĩa và có đầy đủ các yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mâm cỗ bát tràng có một món khá đặc biệt, cho thấy được sự kỳ công phức tạp khi nấu, đó chính là món măng nấu mực. Măng nấu mực thì dùng nước mưa mới sáng, mực thì nướng bằng than hoa và xé mực thì phải thật tơi. Ăn thì rất là ngọt, ngon và mềm. Kỳ công ha, nước mưa ban sáng. Mà rủa sáng nó không có mưa là không nấu được món này hả? Đâu, trời ơi, hôm trước người ta để dành rồi. À, để đi. Hồi xưa để em tủ lạnh mà đông đá đó. Ủa? Hồi xưa anh chém đâu? Cảm ơn em. Ngủ nhìn ngon mà, cảm ơn. Ví dụ mà mùa hạn hán thì sao nhỉ anh nhỉ? Mời. Mời mọi người. Mời mọi người nha. Này đi, nghe nói cái này trước nè. Muốn mưa thì sao? Thử cái băng đi. Đúng rồi. Mình chậm chạp hồi hết cái món đó đó. Thử đi. Nãy giờ mọi người nói nó nhiều quá rồi. Để coi cái gì mà ngon dữ trong này. Đây, tôi gấp cho bác đây. Tôi xin bác. Ăn đi bác. Cảm ơn bác. Trời ơi. Em ăn mà hả? Nhiễu lên đầu em luôn. Ngồi đồ đã không? Tước đầu. Trời ơi. Nước mưa băng sớm. Em xin review cái này. Dạ. Thì khi mà mình cắn vô mình nghe một cái xoạt. Không, cắn vô không nghe tiếng xoạt được, phải nghe tiếng rộp. Rộp, xoạt, xoạt, rộp, rộp. Là tiếng vỡ của gì, tiếng vỡ của gì? Tiếng vỡ của những cái bánh tráng vụn vỡ ở nhà đó, cũng là ở nhà luôn. Là mẹ thường thường độn củ sắn, độn khoai tây nhiều quá. Mẹ lấy đi cái phần thịt bởi vì mẹ lo cho kinh tế mà. Nhưng ở đây thì vừa thịt vừa rau hòa quyện với nhau. Cái vị thì gọi là chín rưỡi thôi, nhưng kết hợp với tương ớt của Vi Phong thì nó tăng cái cấp độ lên.
thành 10 điểm. Không phải 10 điểm mà là 10 điểm cộng ạ. Đậu tay ạ. Wow. Wow. Quá tuyệt vời. Chị sẽ ăn món này. Thịt bò. Rất là mềm mại. Ngon. Mượt mà. Em review dầu xả hay gì mà mềm mại rồi mượt mà. Thì tại vì thịt bò hay bị dai. À. Nhưng mà thịt bò ở đây rất là mềm mại mượt mà. Tuyệt vời. Thơm, gợi vị. Mỗi lần á, em ra Hà Nội là em rất ít ăn. Tại vì em thấy cái khẩu vị nó không có hợp với em á. Nhưng mà lần đầu tiên ra Hà Nội mà ăn những món này cảm thấy nó hợp khẩu vị. Vậy là khẩu vị của Lâm là hợp với vua hay sao? Đúng vậy. Vậy ha. Vậy là hồi xưa nếu mà kiếp trước này phải làm thái giám. Thầy thái giám là thử đồ ăn cho vua mà. À. Nào nếu có gì làm thái giám chết đầu tiên. À, vậy là kiếp này em luân hồi về đây. Đúng rồi. Vậy kiếp trước chúng độc. Thôi đi. À, chè là nước trà. Đây chị ơi, nước chè là chè gì chị? Đây gọi là trà hạt hoa sỏi á. Mình vô một cái nhỏ. Mùa hè đặc biệt quá, uống rất ok. Chúc mừng bữa ăn thật là ngon ngày hôm nay. Rồi. Chúc mừng mọi người, kính mời mọi người. Ngày hôm nay là được thưởng thức một cái tiệc xưa của những nghệ nhân cao niên hồi xưa nấu tiếng vua rồi đó. Thì mình cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm đúng không? Dạ. Cảm thấy hạnh phúc không? Quá hạnh phúc anh. Quá hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người. Yeah. Cảm ơn mọi người. Yeah. Sau bữa ăn, các thành viên đã được trải nghiệm nghề gốm Bát Tràng và được gặp gỡ với nghệ nhân Phùng Năng, truyền nhân đời thứ 17 của làng gốm Bát Tràng họ Phùng. Thử thách các thành viên nhận được mang tên Dáng hình yêu thương, chủ đề tiếp nối giữa các thế hệ. Nghệ nhân sẽ có 5 phút hướng dẫn các đội sử dụng bàn xoay và nạn đất sao cho tạo được hình dáng mong muốn. Sau đó thì các thành viên sẽ chia thành 4 đội, họ sẽ tự bắt cặp với nhau để thực hiện thử thách. Các đội sẽ có 10 phút để thực hiện nặn gốm tùy theo ý tưởng sáng tạo của mình. Tuy nhiên, chỉ được dùng mỗi người một tay để nặn gốm và xoay bàn xoay. Sau khi kết thúc 10 phút, các đội sẽ thuyết trình ý tưởng sáng tạo của mình. Nghệ nhân sẽ là người chấm điểm dựa trên nhiều tiêu chí như là hình dáng, ý tưởng, chủ đề và ý nghĩa. Cuối cùng, xin chúc mừng đội Trường Giang và Chris Phan đã xuất sắc chiến thắng ở thử thách này và đã có thêm một điểm rực rỡ vào thành tích cá nhân. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của Negip. Và hôm nay thì Negip sẽ review món gì anh? Mì hải sản cay của nhà Vi Phong. Hai ngày mình tham gia chung với nhau rất là nhiều thử thách. Mình đi cùng với anh chị em như thế này thì cảm nghĩ của anh như thế nào anh? Anh Lâm thì vẫn nói nhiều như bình thường nha. Ủa vậy hả? Còn về thôi dạ. Anh cứ kể từng người luôn đi. Về em đi ha. Dễ thương. Dễ học hỏi. Dạ. Chém gió cũng nhiều. Em với anh này em thấy cũng ấy đó. Cũng hợp đúng không? Dạ, cũng vô á. Anh có một cái bí kíp gì anh muốn truyền lại cho con một thằng khờ giống em không? Sao mấy cái bí kíp này nó nghe nó giống như là hiển nhiên em. Muốn hết khờ đừng khờ nữa. Muốn hết khờ đừng khờ nữa. Là vậy thôi mà. Giống như là khuyên các bạn muốn hết buồn thì đừng buồn. Hết khờ rồi. Tự nhiên tôi khôn quá nè. Khờ ôm khôn. Khờ ôm khôn. Mời anh ăn nha. Em dạ. Nghe nói là cái mì Vi Phong này là ngon lắm đúng không? Dạ. Đây nghe, thử coi. Dạ. Đây review coi. Cái ấn tượng đầu tiên là nó cay thiệt. Cái ấn tượng thứ hai là cái sợi mì nó dai dai, ăn rất là bắt miệng, rất là vui miệng, rất ngon. Em phải tiết tấu lên. Em thấy anh với anh Lâm không? Rất là nhanh. Đó. Nha. Hey, xin chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Chris the Gourmet và ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn mì Vi Phong hải sản cay. Và đến với đũa đầu tiên, chúng ta sẽ hút một cái rột. Sao anh thấy sao? Wow, sợi mì tươi, dai và vàng ống. Đó, thì nó có một cái độ cay nhẹ nồng lên phía mũi. Đó, thấy chưa? Cay không nhẹ nha, cay ok. Nhưng mà nói chung là rất ngon. Anh Giang gọi. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính.
Vì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Đi thôi. Yeah. Chúng ta sẽ lên một nơi cao nhất, thủ đô Hà Nội. Đây gọi là đài quan sát đúng không anh? Đúng vậy. Rồi, tới rồi. Anh Nhiên CEO. Xin chào, xin chào. Đi thôi mọi người. Trời mát quá. Be happy, be bright, be with Hà Nội Sky. Kìa, thấy không? quận 7 đó. VTV, đài truyền hình VTV. Anh em ơi, chúng ta đã có mặt tại đài quan sát, có thể ngắm toàn thành phố Hà Nội về đêm ạ. Wow. Nói chung là tụi tôi giống như là ở dưới quê mới lên. Em ở nhà quê mới lên. Các bạn nãy cười quá trời, nhìn mình sao mà ồn ngoại hào quá. À, tại vì anh em mình dễ gì có cơ hội mà được lên đây. Dạ. Đây sẽ là những giây phút cuối cùng của các bạn ở hành trình Hà Nội này. Xin mời các bạn hãy chia sẻ cảm xúc của mình nào. Ưu tiên cho chính người Hà Nội. Đúng rồi. Em thấy rất là hay và rất là nhớ là cái lần mình vừa mới đi làng gốm Bát Tràng vừa rồi. Cũng rất là nhiều cái để mình có thể học hỏi được thêm. Em vô cùng là trân trọng và biết ơn những cái trải nghiệm này. Nếu như mà Phúc đã cảm ơn chương trình rồi thì Chris cũng xin cảm ơn các anh chị em ekip cũng như là ban biên tập hay là chị Hằng đồ các thứ. Tại vì đã luôn đồng hành cùng với anh em mà không biết mệt mỏi, luôn là những người dậy sớm nhất và những người ngủ trễ nhất. Yeah. Wow. Khoảnh khắc em vui nhất là khi mà tất cả mọi người bị dí ngày hôm qua, thì khi mà em quan sát em thấy thật sự đó là cái khoảnh khắc mà tất cả chúng ta chơi đùa một cách rất là hồn nhiên, giống như là những anh em trong gia đình. Cái đó là cái điều mà hôm qua em về, tối hôm qua em cũng hơi lâng lâng không ngủ được, là bởi vì em cảm thấy hạnh phúc, bởi vì cảm nhận được cái sự kết nối của tất cả mọi người. Đó là cái điều em mong muốn khi mà tham gia vào hành trình Rực Rỡ. Và em hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ trở thành một gia đình và tiếp nối những hành trình rực rỡ nhất của chúng ta để giới thiệu những điều tốt nhất của Việt Nam mình, những điều tuyệt vời nhất của Việt Nam mình đến với tất cả quý khán giả như là một gia đình. Dạ. Em thì em ấn tượng nhất với những cái hoạt động thể thao thể chất thì đến với Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, khi mà được đi ngang qua cái con đường mà có thành tích của rất là nhiều vận động viên của Việt Nam, xong rồi là em được nhìn thấy các bạn vận động viên luyện tập rất là nghiêm túc và nghe được cái hành trình của mọi người thì em cảm thấy được truyền cảm hứng rất là nhiều. Hay quá. Dạ. Hôm nay em đi cái viện bảo tàng gốm sứ thì em cảm thấy là rất là tự hào và vinh hạnh khi là mình những thế hệ phía sau để mà tiếp nối cũng như gìn giữ phát huy những cái truyền thống đó. Quá tuyệt vời cho hành trình ngày hôm nay đúng không? Dạ. Còn Giang thích cái thử thách gì? Anh chỉ có một điều anh nói là ngày hôm nay anh có một cái nhìn khác, một lời khen tặng dành cho Bích Phương. Đó cảm ơn là anh. Bích Phương ngày hôm nay so với ngày đầu tiên là hoàn toàn khác biệt. Đó là một sự công nhận, chúng ta phải nhìn về Bích Phương một điều đó. Tức là bạn ấy cởi mở hơn và bạn ấy có một cái nhìn về những điều nguồn cội nó khác. Nhìn về hạt cơm nó khác, nhìn về những gì thuộc về ông cha nó khác. Và Bích Phương sẽ là như vậy, và với những cái điều mà Bích Phương tiếp thu được ấy, thì âm nhạc của Bích Phương chắc chắn sau này nó sẽ bùng nổ và nó hấp dẫn hơn. Cảm ơn anh. Sao Giang ưu ái Bích Phương quá vậy? Tôi xin được công bố người có số điểm Rực Rỡ thấp nhất. Không phải tôi. Chắc Lâm á. Anh Lâm cao mà. Không, anh cao thấp. Xin mời ạ. Số điểm thấp nhất là Lê Dương Bảo Lâm, một điểm Rực Rỡ. Anh làm gọi là một điểm của chương trình nhưng mà 10 điểm trong lòng bọn em. Dạ. Hôm ban đầu em cũng thích cái quy trường lắm. Nhưng mà cho em ý kiến xíu, ví dụ mà ai điểm Rực Rỡ ít nhất thì đổi cát đi. Thôi mà anh em gặp tôi một bè chớ hoài đá nhau. Quá thủ đoạn luôn á. Người có số điểm thấp nhất tiếp theo là 3 điểm. Đó chính là tôi. Đó chính là Đức Phúc. Không sao. Ba người đồng 5 điểm là Trường Giang, Bích Phương và Chris Phan. Isaac được 7 điểm Rực Rỡ. Thúy Ngân và Negip được 6 điểm Rực Rỡ. Wow. Được hạng nhất
đứng ngoài rồi giỏi ghê. Chấm biết, chấm biết. Mấy em suýt được rồi đó, giỏi. Lâm không thích hay sao á? Buồn cái vậy, Lâm buồn cái gì Lâm? Chơi gì em cũng cố gắng hả, chia bơ ngọt sẻ bùi cho anh em. Ví dụ em diễn tiểu phẩm đồ mẹ đồ này nọ, em ẵm con cũng được, mà em cũng quắt bé ăn 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 ra làm con, ra làm con. Rồi em cũng bồng là vớt đớt đỡ anh em. Ví dụ Bích Phương em chạy là em chạy trước 4 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà em cũng cố tạo những mạng biến bay qua bay lại đi chờ Bích Phương. Là em chờ đợi người ta. Em thấu hiểu cảm xúc của anh chị em. Nhưng mà bây giờ cầm cái quy chương mà hả hê quá. Không nhìn bên đây là em bị phủ quá. Em không hài lòng đúng không? Em không hài lòng. Không hài lòng thì sao? Không hài lòng thì đổi. Trời ơi, hài lòng hài lòng ghê. Chúng tôi xin mời huy hiệu Hà Nội rực rỡ cùng các phần quà đặc biệt ạ. Ủa nhúng dữ vậy? Ủa dữ hả? Anh này nhẹ hơn. Ok, sang hơn đúng không? Hôm nay em rất là vui khi được có mặt trong chương trình Hành Trình Rực Rỡ. Và em cũng có món quà cây nhà lá vườn để gửi tặng đến anh chị. Bài hát mang tên là Mùa Hè Tuyệt Vời. Cháu lo để làm gì? Hè về là ta phải đi thôi. Tuổi xuân nào đâu có chờ đợi. Bóng trong ta thấy dịu kỳ. Đời thật nhiều khi tuyệt hơn mơ. Hè mang niềm vui đến gọi mời. Cần bình yên sau cơn mưa giông, cần nắng lên xua tan đêm đông. Ta cần nơi cho con tim ta thêm yêu đời. Tìm về nơi không gian bao la, lắng nghe thanh âm bên trong ta. Đắm say cùng mùa hè để ta thêm thành thơi. Một nơi mà cứng ngỡ đâu là cứng ngỡ đâu là mơ. Để bao khát khao trong tim xa tan đi ưu phiền. Niềm vui kề bên gió đang gọi tên ước mơ dần đến. Hòa trong rộn ràng biết say trong tình yêu. Có sóng sâu cất gì ra và có tiếng cây lá xuống ra. Dân mình chẳng phải là chiến bao, trên lòng bình yên quá. Có ngất ngây của mùa hạ và tiếng trái tim hát ngân nga. Ta muốn phiêu lưu để sóng trời, để trên môi nở nụ cười. Cháu lo để làm gì? Hè về là ta phải đi thôi. Tuổi xuân nào đâu có chờ đợi. Nơi thật nhiều khi tuyệt hơn mơ. Hè mang niềm vui đến gọi mời. Trên đợt này là mình gọi là học được nhiều điều. Anh em cũng gắn kết với nhau. Dạ. Mời mấy anh chúc sức khỏe. Nói chung là cũng có sự xuất hiện của Chris Phúc được thêm nhiều tiếng cười. Cho nên là cũng cảm ơn hai bạn và chúc hai bạn cũng như gia đình nhiều sức khỏe. Bởi vì chúng ta cũng sẽ dừng bữa tiệc tại đây, trở về lại với cuộc sống. Rồi sẽ có những ngày gặp lại và tiếp tục hành trình mới của chương trình Hành Trình Rực Rỡ. Dạ. Và một cái nào. 1, 2, 3. Vô. Hành Trình Rực Rỡ 21:15 chủ nhật hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Không khí thật là thoải mái quá các bà. Quá đẹp đó mọi người. Hey! Chúng ta chỉ sai rồi.